Tôi là ông phơ thẳng đó. Đây nó bậy lên nó quá đáng rồi. Nên cho nên thấy Phêrô cũng là đạo đức lắm ấy chứ. Nhưng mà Chúa thì trả lời làm sao? Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Tức là bao nhiêu lần? 490 lần. Đấy, chúng ta làm cái tính rất giỏi. Nhưng mà ý nghĩa chính thì không phải là đếm cho đủ 490 lần. Mà ý nghĩa chính là mãi mãi tha hoài. Thế thì ở trong dụ ngôn này này, các anh chị quan sát coi. Cái anh chàng anh ta mắc nợ nhà vua đó là bao nhiêu tiền? 10.000 yến vàng. Cái chuyện này nó không có trong thực tế. Người ta so sánh 10.000 yến vàng lúc bấy giờ phải là tiền vay của một tỉnh đối với ngân khố nhà nước. Chứ còn một cá nhân gì mà vay tới 10.000 yến vàng. Có giỏi lắm thì như cái ông gì ở Việt Nam đó, ông ấy đánh bạc có 1 triệu đô thôi. Đây những 10.000 yến vàng đó thì quá thể. Cho nên người ta bảo cái này nó không có thật. Nhưng mà xin đừng quên đây là dụ ngôn. Đây là dụ ngôn. Anh này mắc nợ nhà vua 10.000 yến vàng. Đang khi người bạn của anh thì mắc nợ bao nhiêu nhỉ? Đấy, ta đọc xuống dưới cho nó ăn chắc. Không phải 100 lượng đâu. Câu 28. 100 quan tiền. Tức là cái tỷ lệ mà so sánh nó khác xa. Một bên 10.000 yến vàng và một bên có 100 quan tiền. Mà đang khi đó thì nhà vua đối xử với anh ta làm sao? Cho về và tha luôn món nợ cơ mà. Rõ ràng ở câu 27 đấy, không phải chỉ là cho về mà là tha luôn món nợ. Tha luôn món nợ 10.000 yến vàng thì chuyện này cũng không thể tưởng tượng được. Vậy mà người bạn anh ta mắc nợ có 100 quan tiền thôi thì hắn ta làm sao? Hắn ta tóm ngay cổ rồi thì đòi là phải trả nợ cho xong, tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong. Chúa Giêsu cố ý dùng những cái hình ảnh mà nó không có thật ở trong đời sống, nó chỉ có trong một cái dụ ngôn, nhưng mà Ngài cố ý dùng như thế để làm nổi bật cái sự khác biệt giữa món nợ mà chúng ta có với Thiên Chúa và được Thiên Chúa tha, và giữa món nợ mà anh em mắc với mình. Nó khác nhau một trời một vực. Nhưng mà mình ứng xử với anh em của mình thì không giống tí nào Chúa ứng xử với mình. Thế cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nói một câu rất hay. Khi nào thì các anh chị và tôi có thể tha thứ được? Khi chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đấy là điều kiện căn bản. Và cái cảm nghiệm này nó không tùy thuộc vào tội lỗi của mỗi người. Có những người tội ngập đầu nhưng mà vẫn không có cảm được là Chúa tha thứ. Còn các thánh đó, có thể các ngài cũng ít tội thôi. Nhưng mà các ngài cảm nhận rõ ràng Chúa thương và Chúa tha thứ cho mình. Và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói là người nào cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa thì suốt cuộc đời người đó là một cuộc hoán cải không ngơi nghỉ. Không ngơi nghỉ. Có thể tha thứ cho anh em mình được là bản thân mình cũng chưa cảm nghiệm được cái tình thương mà Thiên Chúa dành cho mình. Thiên Chúa tha thứ cho mình. Chứ còn nếu mà chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ đó thì chính cái cảm nghiệm nó thúc đẩy mình tha thứ cho anh em nhiều hơn. Tôi cứ lấy một cái ví dụ cụ thể nhất ấy, là trong gia đình. Không biết các anh chị có đồng ý với tôi. Có những gia đình có chuyện hơi buồn, đó là anh chị em ruột thịt với nhau mà sao cứ cãi nhau hoài, cứ xâu xé nhau, cứ tranh giành nhau hoài. Thường là khi xảy ra tình trạng như vậy, nó có một điểm chung
Đó là những người con đó thường là không có thương cha, thương mẹ lắm. Và nếu một trong một gia đình đó cho dù có khác tính nhau nhưng mà anh chị em đều thương cha, thương mẹ thực lòng đó, thì cũng đỡ cái chuyện mà xâu xé nhau, tranh giành nhau. Tôi quan sát một số sự kiện để tôi mới rút ra được cái kết luận như vậy. Thế thì trong đời sống đức tin vậy, chúng ta sống ở trong hội thánh chung với nhau, trong một cộng đoàn. Nếu mà thực sự là tất cả mọi người cùng có lòng với Chúa đó, cùng có đức tin và có tình yêu đối với Thiên Chúa, thì chính cái đức tin và tình yêu đó nó giúp cho chúng ta vượt lên được nhiều lắm những khác biệt mặt này mặt khác, để mà cộng tác, để làm việc chung, để tha thứ cho nhau. Nhưng mà khi mà mình không có cái động lực chung là đức tin và tình yêu đối với chính Chúa, thì nó dễ sinh ra những va chạm không cần thiết, hoặc là mình không có vượt qua được. Và cái câu mà Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng Matthew có khi chúng ta ít quan tâm nhé. Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Có người thắc mắc thế này, Chúa bảo Chúa tha vô điều kiện, tình cho không biếu không mà. Chúng ta vẫn nói tình yêu của Chúa là tình yêu, nhưng không mà. Chúa tha vô điều kiện. Thế mà bây giờ Chúa Giêsu lại bảo là cha ở trên trời cũng sẽ xử với anh em như vậy nếu mà anh em không tha thứ cho người khác. Như vậy là Chúa đòi điều kiện rồi, chứ đâu phải vô điều kiện nữa đâu, phải không? Tôi thì tôi nghĩ đơn sơ thế này. Khi Thiên Chúa tha thứ cho mình, mà nếu thực sự mình đón nhận, mình cảm nghiệm được ơn tha thứ của Chúa, để rồi mình biết tha thứ cho người khác đó, thì khi mà mình biết tha thứ cho người khác, đấy là dấu chỉ rằng ta đã bắt đầu bước vào trong quỹ đạo của Thiên Chúa. Còn khi mà ta không chấp nhận tha thứ cho anh chị em mình, thì ấy là dấu chỉ rằng ta vẫn cứ đứng ở bên ngoài quỹ đạo của Chúa. Cho nên Chúa có đổ nước xuống thì cũng giống như đổ đầu vịt, không ăn thua gì. Chứ không phải là Chúa không thương, Chúa vẫn thương, nhưng mà đổ xuống như đổ đầu vịt vậy. Giống cái câu chuyện mà hình như có lần tôi có kể cho các anh chị đấy. Có ông giáo sư triết học, ông lặn lội đi tìm một nhà sư Phật giáo nổi tiếng, một thiền sư, để hỏi về Phật Pháp. Ông ấy lên đến nơi, vị thiền sư già rồi, mời vào trong phòng khách ngồi. Ông ấy vừa mới ngồi xuống là bắt đầu ông ấy nói. Ông ấy nói về triết lý nhà Phật, nói về lịch sử của nhà Phật. Ông nói xùi một mép, nói nửa tiếng vẫn chưa hết, 45 phút chưa hết. Nhà sư già chẳng làm gì cả, chỉ có lấy nước trà ra rót mời khách. Rót vào cái ly đó, nó đã tràn rồi, ông cứ rót thôi, nó đổ hết ra ngoài, ông cứ rót thôi. Thì ông giáo sư ông mới bảo là thưa sư cụ, nước nó đổ đầy hết rồi, thôi sư cụ đừng có rót nữa, sư cụ mắt kèm nhèm rồi. Lúc đấy thì cụ mới cho một bài. Ông cũng giống cái ly này này. Ông lên đây ông hỏi tôi về nhà Phật mà từ đầu đến giờ tôi có nói được câu nào đâu. Tin ông nói. Cho nên bây giờ tôi có nói thì cũng giống như là tôi đổ nước vào cái ly này, nó chỉ chảy ra ngoài. Đấy là hình ảnh của hỏa ngục. Hình ảnh của những linh hồn tự mãn. Không phải Chúa không thương, nhưng mà Chúa rót tình yêu của Chúa đến đâu, đổ ra ngoài đến đấy. Những con người tự mãn, họ sẽ không đón nhận được cái gì hết, bởi vì họ đầy quá rồi. Mà tôi nghĩ đấy cũng là cái lý do mà Chúa Giêsu nói là lạy cha, con chúc tụng cha vì cha mặc khải những điều này cho những kẻ bé mọn, mà cha lại giấu không cho người khôn ngoan thông thái biết. Chúa Giêsu nói văn chương vậy thôi, nhưng Chúa có giấu đâu. Nhưng mà khổ quá, Chúa nói mà các ông trí thức, các ông ấy đầy quá rồi, nói đâu rớt đấy, các ông đâu có đón nhận. Thế cho nên khi mà mình không tha thứ cho người khác, thì ấy là dấu chỉ rằng mình vẫn cứ ở ngoài chứ không ở trong cái quỹ đạo của Thiên Chúa, là quỹ đạo của tình thương. Và hỏa ngục là như vậy thôi, tự mình tách ra thôi. Thế cho nên khi ta đọc sách ngôn sứ Ô-dê và đọc những cái dòng
tâm sự của Thiên Chúa. Trái tim ta thổn thức mà ruột gan ta bồi hồi. Ở giữa ngươi ta là đấng thánh và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Nhớ cái câu này. Để câu này thúc đẩy mình ăn năn sám hối những cái lúc mà lỡ ra có phạm tội, tội nặng tội nhẹ gì cũng thế. Thúc đẩy mình ăn năn sám hối. Và một điểm lớn cuối cùng mà tôi nghĩ không thể không nói đến khi đọc những chương này của cô Dê, đó là chủ đề sa mạc. Không biết là các nhóm chia sẻ với nhau, vai chia sẻ khía cạnh sa mạc. Trong sách của ngôn sứ Ô Dê có hai câu nói về sa mạc gần nhau mà xem ra lại mâu thuẫn nhau ở chương thứ hai. Bây giờ chúng ta đọc thử từ câu thứ 4 cho đến hết câu 5 thôi. Đức Chúa và hôn thê thất tín của người. Hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa, đưa nó ra tòa đi, vì nó không phải là vợ của ta, và ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thoã trên mặt nó và những dấu ngoại tình trên ngực nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi và làm cho nó chết khát. Có cái từ sa mạc ở đây không? Và sa mạc ở đây mang một cái ý nghĩa rất là bi thảm, phải không? Trong văn mạch của câu cũng như là của các từ được sử dụng, sa mạc hoang vu này, đất khô khan cằn cỗi này, và là nơi chết khát. Sa mạc đầy chết chóc. Nhưng mà bây giờ nếu các anh chị mở tiếp xuống dưới câu 16 đó, thì lại thấy sa mạc với một nội dung khác. Câu 16 cũng ở chương 2 thôi. Bởi thế này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A Kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Ở đây lại cũng có sa mạc, nhưng mà sa mạc ở đây hấp dẫn quá, bởi vì tình tứ quá. Quyến rũ vào sa mạc để mà cùng nhau thổ lộ tâm tình. Đọc thêm ở dưới thì lại còn đọc cái câu lần trước chúng ta đã đọc đó. Vào ngày đó ngươi sẽ gọi ta là mình ơi, chứ không còn gọi là ông chủ ơi nữa. Có hai chỗ sử dụng từ sa mạc mà hai nội dung khác nhau.